bạn đang xem là 3 năm trước ở Việt Nam, khi Tion còn cho các đệ tử người cá đầu tiên của mình mặc những chiếc đuôi đắt đỏ và dở mẹt nhập từ nước ngoài trị giá gần 5 triệu đồng mà mất cả tháng. Còn bây giờ thì sao? Các bạn đã biết rồi đó, đồ bơi tiên cá Tion chất lượng cao đã ra đời. Các bạn ơi, vậy là 41 tuần dạy bơi người cá miễn phí tặng quà ở Việt Nam sẽ chính thức khép lại vào chiều nay. Để bước sang những hoạt động mới liên quan đến người cá thú vị hơn nữa, sẽ không còn câu lạc bộ người cá hay tiên cá gì cả, mà chuyển sang cộng đồng người cá, nơi mà tất cả người thường sẽ đều được tiến hóa trở thành người cá bảo vệ động vật, giống Tion. Chiều nay, Tion cũng sẽ chọn ra thủ lĩnh người cá ở Việt Nam, người cá có đủ năng lực để được Tion đào tạo miễn phí trở thành thầy người cá thế giới tiếp theo. Chỉ một người cá duy nhất, người cá đó sẽ được Tion trao cho 15 năm kinh nghiệm để thành tiên cá biết tất cả. Riêng những bạn khác cũng muốn biết thì sẽ được Tion trả lời thật lòng mọi thắc mắc về những vấn đề liên quan đến người cá tiên cá suốt 41 tuần qua. Duy nhất cũng trong ngày hôm nay thôi nhé. Để các bạn đều thông suốt và cùng Tion bước vào kỷ nguyên mới của người cá, nơi chúng ta sẽ cùng nhau sống vì quyền tự do, bình đẳng của các loài vật. Và người cá đó sẽ phải xuất sắc vượt qua những nội dung thi như sau. Chỉ có người cá giỏi nhất của 41 tuần mới có quyền được sử dụng thời gian của Tion. Và chắc chắn là Tion sẽ không dành nhiều thời gian nữa cho những bạn người cá là thành viên hay là huynh trưởng. Các bạn thấy đó, Tion đã có rất nhiều đệ tử về đủ lĩnh vực liên quan đến bơi lội, nhảy múa trong suốt những năm qua. Tion cũng không thể nhớ hết tên của các bạn ấy và có đủ thứ bằng cấp về huấn luyện viên bơi lội lặn biển, người cá quốc tế, nhưng vẫn chưa tìm được đệ tử người cá xứng đáng trở thành thủ lĩnh ở Việt Nam. 41 tuần dạy bơi người cá miễn phí cũng vì ngày hôm nay. Vậy đó sẽ là ai? Các bạn đoán thử xem. Để lại bình luận bên dưới video này, tôi sẽ tặng đuôi tiên cá bất chấp cho bất kỳ ai đoán đúng tên của bạn người cá